Chào cô chú anh chị và các bạn nha, hiện tại mình đang có mặt tại điểm tham quan vườn dừa Phú Quý, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Bây giờ chia sẻ cho cô chú anh chị em xem cách phản em tâm lũng chứ vừa cái em ơi. Đang đi qua tới đây chưa kịp rồi, vô. Trời ơi, sao mà chế ra cái này hay dữ người ta. Trời ơi, đơn giản luôn nha, hai lỗ, wow. Thì ra là vậy, chỉ cần gạt nhẹ nhẹ thôi là chọt cái lỗ vô là hay quá anh ơi. Làm cái thế bắn hay quá. Tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em xem cái vườn dừa rất là tuyệt vời ở Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Thì đây có một cây dừa mẫu, hai ba cây dừa mẫu luôn đây. Đây chân chỗ thằng Tài ông Địa nè. Ôi rồi dừa rồi. Dán cái gì mà độc vậy? Đã vậy. Ôi chơi kiểu dữ ta. Đây. Anh em nào uống trái dừa là được tặng cái cây dừa kìa, cái dừa kiển về nè nha bà con. Đó, Tết mình đem về mình trưng bàn cũng là khá là hấp dẫn luôn. Dừa này trái gì mà nhỏ xíu anh? Dừa dâu. À dừa dâu. Hồ đẹp dễ sợ. Rồi mới anh có một chậu đem về luôn. Làm quà lưu niệm bữa nay đi Lai Vung luôn nha bà con. Hey, mời các bạn đi theo mình vào bên trong. Đây cái chỗ số điện thoại của vườn Phú Quý luôn nha bà con. Đó. Rồi mời các bạn đi vào bên trong tham quan mấy cây dừa của anh, xem cây dừa anh làm bằng cách nào mà nó còn cái gáo không vậy. Hay vậy ta. Ôi. Chuyên về làm dừa kiển. Cái này là dừa kiển ha. Này là dừa sợ gì dừa dâu. Rồi bán 70.000 trái. À vậy hả? Một trái vậy là 70.000. 70.000. À. Vô cái chậu trắng. Vô cái chậu trắng kia ha. Còn cái này là anh mới rồi ha. À. Anh chia sẻ cho bà con ai chơi dừa kiển thì vô đây. Đó, liên lạc với anh này 70.000. Đó, Tết mình trưng cái bàn trà đâu hấp dẫn chưa. Ồ đây. Đó là mình vô cái chậu trắng vậy đó ha. Còn cái này là vừa mới sơn à. Đó, ai ấy xong cái vô chậu trắng cái này 70.000 một. Sao có đem một bàn chậu trắng này kìa. Vậy hả? Rồi đi ra luôn để chia sẻ ai thích mẫu nào. Ồ quá trời mẫu đẹp luôn. Này là sơn BU rồi nha bà con, này mới làm luôn hả anh ha. Khô rồi. Đó, đi anh dẫn đi chia sẻ cho cô chú anh chị em hai yêu thích dừa kiển để bàn thì mình alo anh. Này mình làm phía sau là vườn nhà luôn ha. Wow, mấy trái đó là mấy trái già mình mới làm đó được phải không? Còn không là trái kia là mình uống nước, mình bán nước. Wow, đây đã lên tác phẩm xong. À, mình còn làm thêm mấy cái tác phẩm này nữa đó hả? Dán thêm bên đây nữa hả? Dán vô rồi sơn mới mua ha. Cái này bao nhiêu lâu nó sẽ khoảng 2 năm nó mới xuất. 2 năm nó mới rụng cái đuôi này ha. Mình cứ nuôi này nó cũng lớn nhưng mà chắc chậm ha nè. Hấp dẫn chưa? Đó. Đây giữ chưa? Đó, rất là nhiều mẫu nha, 70.000 một bầu như vậy. Tác phẩm anh tên gì? Anh Nồi ở Lai Vung Đồng Tháp. Đó, anh làm ra cái tác phẩm dừa dứa. Dừa này dâu chứ, dừa dâu để bàn, dừa kiển ha. 70.000 một trái ha. Đó, ai có nhu cầu thì cái này mình có ship không anh? Mà cái đó chưa tính ship à? Không, thí dụ ship thì mình sẽ tính tiền ship cho bà con. Ví dụ bà con nào có nhu cầu đó ha. Thì cái này là một trái như vậy là 70.000, thí dụ ship tùy theo tiền ship của bên kia. Thì cái số điện thoại anh là số nào anh đọc đi để cho. Số quay trên bảng á. À nãy em có quay trên bảng ha. Anh nhớ số không? Đọc luôn. Không nhớ. Rồi tôi sẽ bà con xem lại từ đầu đó là cái số điện thoại có chỗ vườn Phú Quý đúng không? Đó, ai có nhu cầu thì ship luôn.
thì anh sẽ ship cho bà con đó, một trái hay là một trái dẫn ship bình thường đó, chọn thì lúc đó thì cái kết bạn Zalo anh sẽ cho cái mẫu, anh em thích mẫu nào thì chúng ta chọn để ảnh sẽ ship cho bà con luôn. Đó, đây là tác phẩm của ảnh vừa thay lên chậu đen và lên chậu trắng. Đó, chậu này thì nó cứng hơn nha bà con, chậu đen thì chậu xốp mềm, chậu này thì cứng là bà con chơi được rồi. Thì khi nào mình về mình trồng vài ba tháng mình thấy nó phát triển lớn hơn nữa thì mình thay chậu thôi, rất là dễ. Giờ chị xuống nó coi rồi nó lạnh luôn nha. Rất là nhiều mẫu ha, nói chung là rất là đẹp. Đó. Tết mình để mình trưng để bàn trà cũng như hấp dẫn lắm. Rồi, anh cho em đi thêm vòng ra sau xíu cái vườn ha. Để ra cho bà con xem, đây là cây nhã lá vườn anh làm tại nhà rồi anh cung cấp bán ra. Đây là cái trái già này là mình làm đó ha anh. Ồ đây nè. Cái trái này là cái trái già nè, khi mà vừa nó già như vậy rồi anh mới lấy vỏ ra. Đây. Đó, anh lấy vỏ ra đây, xong rồi đồng anh mới cho nó lên cái hộp, nó lên rễ. Đó, tiếp tục đi theo ra ngoài vườn, đây là cây nhà lá vườn. Wow, đây này anh làm quá trời đấy hả? Ui, đây, trái già là anh làm bắt đầu từ cái chậu đen nhỏ ngoài đây. Đó, mình ương mầm ở đây. Ương mầm ở đây đó, khi anh lên thì xong rồi mới lột, lột trước luôn ha anh. Ồ, lột cái gáo, lột cái vỏ trước nha. Còn trước khi chưa lột là nằm đây. Đây, anh ương nó nằm đây. Đó, đây là còn gáo luôn nè. Khi nào em nào lên mọng vậy rồi, lên mập vậy rồi, lên mọng vậy rồi, đào xong cái anh mới khử lên, anh làm. Anh mới ra chậu này. Ồ, còn thô sơ nè. Đó, ra chậu này. Có nhiều mẫu ha anh ơi, rễ mọc đây, mọc kia tùm lum chưa hả? Đó, chưa làm, bị không kịp. Dạ, đó. Thì đó đây là làm cách mình đã ảnh ương cây nhà lá vườn mà ảnh không có số lượng nhiều nha, 1-2 ngàn vậy đó thôi chứ cũng không có nhiều, thì cứ chút tới đâu hãy tới đó. Rồi đây là lên tác phẩm đó, nằm đây xong rồi đầu mới làm rễ lại rồi nó bắt đầu mới ra mấy chậu đẹp là mấy bán chậu. Còn mấy trái lớn thì giờ là tiền đắt hơn hả? Cái đó vừa vàng đó. Vừa vàng ha. Thì tùy theo xây đó, bà con có số đầu kết bạn Zalo đi, có gì anh sẽ gửi cái hình mình thích cái mẫu nào, hoặc là trái lớn trái to trái nhỏ thì tùy theo giá, nhưng mà đưa nhỏ nhỏ vừa thì 70k, còn lớn thì đắt hơn tí xíu. Phải số điện thoại này không? Số điện thoại đó, số này đúng không? Số đó cũng được. Rồi số nào cũng được, có bán dừa kiển đây, 0939610302. Đó là số của anh tên gì? Tên Nồi. Anh Nồi đó, Lê Vung, Đồng Tháp. Đây đi vòng vào vườn của ảnh luôn. Wow, cây xài cũng lâu năm dữ anh ha. Xài bộ đế đẹp chưa? bên đây cũng là một cái vàng ương của anh đó ha. Vòng. Đây chỗ thêm chỗ ương của anh ở đây. Ồ, cái này là mới ương nè, còn sơ nè. Đó, đây là mới nè nha bà con. Đó, mới như vậy thì nó mới lú bắp đây. Đó, lú bắp đây. Đó, còn cái sơ anh chưa có cạo ha. Trồng xong cái nó lên xong anh làm vệ sinh lần nữa. Rồi qua một mấy giai đoạn thì làm em mới thành được cái phẩm mà cái trái dừa mình nó đưa lên cao vậy anh ha. Sáu bảy giai đoạn thì cho nếu mà làm được một tác phẩm lên một trái như vậy, lên như là cái chậu trắng vậy là khoảng bao nhiêu thời gian anh? 6-7 tháng. Wow, 6-7 tháng mới được là một cái tác phẩm mà lên cái chậu trắng mà cho bà con mình xài đấy, thì nó từ đây mà lên dài tới đó là 6-7 tháng. Thì có 70k thì bà con thấy một cái tác phẩm như vậy cũng rất là kỳ công. Nên là bà con nào có thích chơi. Đây, cái này là mình không có để không có bán nước mà mình để cho nó khô nó chín vậy luôn để mình làm á ha. Mình lựa trái dừa nhỏ, còn dừa lớn mình để bán nước. À. Vậy ha. Vậy là mình chừa vậy ha. Còn trái này trái lớn ha. Trái lớn thì bán nước, còn cái trái nào mà anh lựa ra cái giống mà để làm kiển vậy đó. Dạ. À, trái nhỏ như vậy thì anh sẽ để làm kiển đó ha. Còn cái trái lớn hơn là mình bán nước rồi. Cái này là mấy anh này là anh chừa để già luôn đấy ha. Để từ trên cây mà dài xuống. Ồ, phía sau đây có cái nước nè. Số điện thoại này của anh nè đúng không? Số điện thoại này ngoài quán trước nè. Rồi số này số là Zalo đúng không? Rồi đây cái số này là số kết bạn Zalo, thì bà con cứ lấy số này luôn để mình kết bạn Zalo, có thể là mình xem cái mẫu nào mình ưng rồi anh sẽ ship cho mình luôn nha. Đó. Rồi số đó.
Ôi mình vườn mình được bao nhiêu cây dừa vậy anh? 400 cây. Đó thì đây là vườn dừa của anh đây. Trái nào to thì anh sẽ bán nước, còn trái nào nhỏ thì anh sẽ đưa vào và cho nó thành cây dừa kiển. Dạ, trái lớn này để bán nước nè. Còn thấy họ tròn lớn vậy để bán nước, còn mấy nào mà nhỏ nhỏ vậy, cái nào nhỏ thì anh sẽ chừa lại để cho nó làm cái dừa giống kiển. Qua một cái quá trình mấy tháng trời mới được một cái tác phẩm ra vậy, thì 70 nghìn thì cũng quá rẻ bà con. Cái dừa bự là cái giống dừa vàng ha, là cái gáo to hơn. Nếu mà cái gáo to vậy thì nó có cao hơn kia nhiêu anh? Mà khoảng như 100.000 trái. Coi như là hơn 20-30 nghìn cái ha. Đây cái giống dừa vàng, còn cái giống dừa nhỏ này là dừa dâu, thành ra nó nhỏ hơn tí thì coi như là 70 nghìn. Ngày sau này là mình làm quán nước ha, quán vườn dừa đấy ha, uống nước dừa. Còn như mà trái dừa nước thì mình bán là một trái bao nhiêu tiền? Dừa dâu này là bán 5.000 nước uống á, nước uống 5.000 trái ha. Tại vườn mình đó ha, nó như là cây nhà lá vườn của anh đó. Đó anh để cái giá cũng hữu nghị, bán nước uống 5.000 trái. Dạ, đó 5.000 trái. Rồi đó anh em chia sẻ, anh em là có nhu cầu Tết nay mình trưng dạ trưng dừng bàn trà đồ, trưng ống đĩa đâu cũng hấp dẫn. Thì mua nhiều thì nhiều khi ảnh cũng có mua số lượng, anh cũng có cái giá thành. Có ai đặt mua dừa dâu mà để bán Tết cũng có bán luôn. Rồi đó, vậy là có bán dừa nước để cho bán Tết luôn ha. Hiện tại là ảnh dạ dừa chân Tết á. Tại vì cái vườn dừa anh rất là nhiều, thành ra đó giờ này đang có dừa để chân Tết nè. Đó đó, bà con có nhu cầu số lượng rồi kia cái mua bán lại gì đó cũng alo anh luôn ha. Đó, số điện thoại nãy ghi đó là số Zalo của anh đó. Dạ. Rồi có nhu cầu. Số kia số điện thoại vậy ha. Kia số điện thoại xài ha. Nên cây nhà lá vườn nên giá thành cũng rất là hợp lý, bà con thấy ở tại vườn này bán một trái uống 5.000 thì cũng rất là ok rồi. Ra đó hợp lý, còn cái cây dừa kiển là 70k thì cũng quá tuyệt vời. Quá trình 7 tháng mới thành được một tác phẩm. Bà con có nhu cầu thì alo anh. Quá trình mà làm qua 2-3 khâu vậy thấy cũng công đoạn dữ dằn ha. Em nghĩ cũng đơn giản rồi đâu. Vừa thô sơ xong rồi lên vàng rồi lên chậu rồi bắt rễ rồi sửa rễ lại ha. Rồi thôi chào cô chú anh chị em và các bạn mình nha. Chào vườn dừa Phú Quý. Rồi chúc anh mùa mai bán đắt ha. Bà con có nhu cầu thì cứ alo anh, để anh kết bạn Zalo anh gửi hình gửi mẫu cho bà con xem. Đây tác phẩm 70k như thế này thì quá tuyệt vời. Rồi xin chào bà con.